Lên nhá. Ôi, xin chào tất cả anh em đã quay lại với một khoảng trời riêng nhá. Hôm nay bọn em xin phép lên hai siêu phẩm Cờ Đức. Một em đại trà 3m Cờ Đức và một em cá carbon 4m Cờ Đức. Gió tối hôm nay rất đẹp. Đấy, rất vui luôn. Hôm nay độc ba màu luôn. Hôm nay bọn em là chuyển hẳn sang là người Đức nhá. Đây, hôm nay là em đại trà sẽ cõng bộ quài D55 nài vải sơn ta của nghệ nhân Lành Nguyễn nhé. Và một bộ hòa âm D75 cuốn chỉ sơn PU miệng gỗ Permu nhé. Đây là bộ này, bộ 55 của chú Lành nhé. Rất mịn mà. Để hơi bụi tí. Lần sau là những con bé bé này, bụng bé này mới này gì cần làm một khóa này. Thì đó tí nó không cố. Đây. Miệng rất đẹp. Đây. Đây rồi. Tôi chết rồi. Xong. Em quên không bảo cái đấy nó hơi bị ấy. Rất đẹp. Đây, anh em xem này. Quấn chỉ đây. Sơn BU bóng loáng. Bộ này cũng có khoảng độ 5 năm rồi nhá. Siêu phẩm. Hai siêu phẩm cùng sinh ngày, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà khác mỗi giống rồi nhá. Một em là cái và còn một em là đực. Một em có váy và một em là có dái. Đấy. Bộ đôi Cờ Đức này là một cặp vợ chồng rất đẹp. Các cụ bảo rồi, đi đâu cũng phải có đôi có cặp. Rất mong anh em ủng hộ kênh nhá. Anh em nào chưa đăng ký thì nhớ nút đăng ký để theo dõi những clip mới nhá. Có những thắc mắc gì, cần vấn đề gì hay là muốn góp ý gì thì xin mời comment để dưới. Rất cảm ơn anh em. Còn đây là nghệ nhân Quốc Toàn, chúng ta rất là quen thuộc rồi. Anh có biệt danh là Toàn Hứng. Hay anh em còn mỗi con diều, anh đừng anh lại anh làm gì làm, anh đừng triệt hạ của em nhá. Con này hôm nay em để bên này thôi, không mang về nữa. Vợ em vừa mang một mớ quần áo về bị ẩm chật nít nhà sợ. Cái vải này nó cũng bay màu cũng nhanh phết đấy nhở Tuấn nhở, nó mất mẹ độ bóng hay sao nhở, trước về nó bóng thế mà sức thì mình làm gì nhiều vòng hay là sức ngay nó mất cái... Mất gì được. Nhưng mà mất gì nhỉ. Thích giá. Bộ đôi siêu phẩm. Cái trước chỗ này nó căng thế này mà nó cũng phá này. Con này. Trùng con mẹ rồi này.
Anh em đợi tí để lần lượt các siêu phẩm lên dần nhé. Thế mai lại đi làm ạ? À? Chắc nghỉ 2 hôm rồi phải đi làm. Thế sang tổ mới chưa? Chưa biết được. Thế bảo làm đơn mà đã làm chưa? Làm rồi, nộp rồi. À đấy còn gắn đèn nữa. Gắn đèn đi em ơi, không lại quên. Sao cái này lại có cái khớp ở đây nhỉ? Khớp nào anh? Thôi. Thế thì em phải rút cái kia ra rồi. Đây. Nếu ấy thì có phải bó này vào cơ. À đây, lấy cái dây trắng này. Dây trắng anh buộc diều. Đây. Đấy. Được chưa? Rất vui. Rồi, xin phép anh em là đội vợ chồng người Đức này lên nhá. Đầu tiên sẽ là cô vợ 4 mét carbon. Áo bác Huỳnh Đình Chiến may. Khung do Nguyễn Anh Tuấn nhá. Vai là vai fib, còn đâu là đầu cánh carbon, khung cái carbon và khung đuôi cũng là carbon hết. Anh em ai có nhu cầu đặt carbon thì liên hệ trực tiếp với Nguyễn Anh Tuấn nhá, hoặc để lại comment ở dưới. Đảm bảo bay chất lượng luôn cho anh em, con diều nhẹ luôn cho anh em luôn, diều càng nhẹ càng bay ngon. Lên nhá. Nhàn như ăn cơm. Thăng ra dây anh em nhé. Bộ này có con bị lòi nào nhỉ? Anh thường anh Toàn nhỉ? Đúng không? Linh nó bảo nó sang. Alo. Đang ở bãi thả diều đang đâu? Huy Tuấn ở đây chưa nào, có ai nữa? Hả? Huy đang thả thấy. Sang đây Linh ơi. Đến 11 giờ đây chứ đến bao nhiêu? Rồi anh em chờ đợi tí nhá. Giờ tiếp theo sẽ là siêu phẩm 3 mét cơ đức.
Rồi, tiếp theo là siêu phẩm 3m cờ Đức nhá. Diều của Nguyễn Anh Tuấn làm và sáo còi D55 của chú Lành nhá. Anh em chờ siêu phẩm cái. Dây dọc đấy, tiếp tục. Đây đấy. Dâng lên. Siêu phẩm 3m đã lên. Phi con Exciter ra đấy buộc nó gốc chuối.
độ ạ? Có rồi chưa? Dạ vâng. Mời anh em lắng nghe còi 55 và hòa âm D75. Giờ hôm nay cũng tạm tạm, không được căng lắm. Sáo không kêu hết tầm.